shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nhá. Sau một vài ngày mình đi Sapa thì ngày hôm nay đã quay trở lại cũng như là làm video cho anh em xem rồi này. Ok, khá là đơn giản thì bây giờ là mình đã có được một mạng đầu tiên rồi nha anh em ơi. Hình như là ở cái phía hướng 330 độ này có người cả. Ok, chạy qua luôn và xử luôn chúng nó. Sao mà phải ngại nhỉ anh em. Ngày hôm nay thì mình đang cùng anh em xem và trải nghiệm cái bộ trang phục. Đó là bộ trang phục hỏa phụng nha. Hiện tại thì đang có mặt ở trong cái vòng quay kim cương. Cực kỳ là chất chơi người rơi nhá. À đủ. Có một đứa ngay phía này này. Có vẻ căng ok. Chạy qua sơi nó luôn nhỉ anh em. Ngay sau mâm keo cơ à. Làm gì mà căng này. À đủ, làm gì mà căng này. Đơn giản thôi. Như vậy là mình đã có được hai mạng rồi nhé. Nếu như mà anh em thấy video này của mình hay, đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream cũng như là nhấn vào cái nút yêu thích ở trong video nha anh em. Ok, để mình lên trên này một xíu coi. Nói chung là khá là xin lỗi anh em, bởi vì là mấy ngày vừa rồi thì mình đi chơi nên là không có like được. Thì bắt đầu từ tối nay đấy thì mình sẽ tranh thủ mình livestream cho anh em xem trên Nonoline. Các bạn nhớ cái ID của mình trên Nonoline đó là 4739-7760 nha mọi người. Vào 20 giờ tối nay nhá. Ồ hôm nay thật ra thì cũng khá là hên. Đơn giản là mình đã có hơn 100 cái lucky may mắn ấy ở trong cái vòng quay kim cương, nên là hôm nay là chỉ nạp thêm có 200k nữa thôi. Thì mình đã sở hữu được cái gói hỏa phụng rồi nha em ạ. Anh em có thấy là cái bộ trang phục này nó ngầu không ạ? Nhất là mình mặc vào cái nhân vật Kelly thì trông có vẻ như là nó khá là ổn anh em ạ. Một cái bộ trang phục hết sức là đẹp nhá. Cái chỗ này đó là hướng thính 285 á, ok thôi. Ồ, ở đây là một chiếc xe Monster Truck à? Rồi, ê bạn ơi, rồi Dũng ơi, like mình đi chơi nào, nói đùa thôi. Thì bây giờ mình với lại Dũng sẽ cùng đi săn mạ nhá. Xem là trong cái ván đấu này mình sẽ có được bao nhiêu kill nha mọi người. Ok, lượn lờ quanh cái phía này coi. Ồ nhưng mà trong cái ván đấu này ngày hôm nay thì các bạn ấy hạ gục nhau nó rất là nhanh chóng. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 13 người chơi, đã trừ đi vị trí của hai người là tôi với lại Dũng ở đây rồi. Khó hiểu ghê ta. Kiểu như là các bạn hạ gục nhau nhanh như vậy thì mình làm sao mà ăn được nhiều kill nữa. Đây là một cái điểm mà kẹo thấy nó hơi bị chán. Không sao, ok, quyết khô máu lấy top 1 luôn với bộ trang phục mới hỏa phụng nhá. Ok, mình chạy xuống phía dưới này coi nào. Ở phía dưới này thì kẹo lại chưa thấy ai cơ. Vắng quá ta. Thế này thì đào đâu ra người được nhỉ. Quay phía thính, phía thính. Phía thính ngay phía 105 chỗ này có ai không vậy? Để mình coi. Chưa có ai à? À đủ. Ô ra à? Ơ vãi trưởng. Trong này có ngay một đứa mà kẹo lại không nhìn thấy này. Lượm xác thằng này thì nó có rất là nhiều bom keo nhá. Bom keo thì mình lại không cần nhiều đến như vậy. Đơn giản là mình đã có được 5 quả bom keo rồi. Để coi. À thấy rồi. Ui thằng bé bắn mình căng vãi trưởng này. Thế là mình chỉ còn lại có 134 móng mà thôi. Có vẻ là hơi căng rồi đấy. Chạy đi em ơi, đúng rồi, chạy đi em ơi này. Ngay phía 330 mà chú định ăn anh à? Nó ngay gốc cây hướng 330 ông ơi. Pha này thật sự là hơi bị căng rồi. Nhưng mà không sao, từ từ đẩy lên rồi là team mình sẽ khô máu với nó luôn nhỉ. Úi dồi ôi này, chạy đi em này. Đơn giản, mạng thứ 3. Ồ, hòm thính này là quốc gia này. Dũng ơi, có lấy thì qua đây mà lấy này Dũng ơi. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua chỗ Dũng luôn nha anh em. Đơn giản là anh em khi mà anh em chơi trong chế độ mà anh em chơi chung với đồng đội ấy, đua hoặc squad, thì anh em sẽ cần bám đồng đội nó gần hơn, để cho là các bạn có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Chứ còn là anh em mà mỗi người đi một hướng thì khả năng cao là team của anh em sẽ rất là dễ bị đai nhá. Ok, phía 300 lại tiếp tục có thính rồi. Chạy lên trên xem là chúng ta sẽ có được gì ở phía thính hướng 300 nhá. Một là có thể là kiếm được thêm người, bởi vì là thính thì luôn thu hút rất là nhiều những cái bạn thanh niên đến đây.
Dũng nó qua lận thính rồi, không biết là thính gì nữa nhỉ. Ok, để kẹo chạy qua xem là thính này chúng ta sẽ có được gì nhá. Ồ, một cái khẩu FVD nên thôi. Thôi nha mày, FVD thì mình không chơi. Nhưng mà để coi nào, mình nghe thấy tiếng súng bắn nó vô cùng là gần này. Hình như là kẻ địch của chúng ta ở ngay phía trên này mà thôi. Lên luôn, mình đâu ngại đâu. Cái điều quan trọng là ngại không thấy người thôi, chứ còn thấy người là mình khô máu với từng đứa một luôn chứ lại. Oh my god, không thấy anh em ạ. Chịu thua luôn. Và trên trò thì cũng không có nhá. Có xe, có xe. Xuống dưới lấy con Lamborghini 2 chỗ chạy cho nó ngon này. Đó. Hỏa Phụng chạy Lamborghini 2 chỗ luôn. Lai Dũng nó đi ăn mạng anh em ạ. Nhanh nào Dũng ơi. Ôi bạn ơi, chạy lên trên làm gì nữa vậy? Lên xe này mình chở này, đỡ phải đi bộ nhiều mệt người ra. Lên xe đi bạn ơi. Nói mãi mới chịu lên này. Đấy nó là cái lỗi trong cái Free Fire thôi. Nhiều khi là anh em lên xe cảm giác nó vô cùng là khó. Anh em phải chạy một quanh xe thì mới lên được xe cơ. Chỗ này có ai không vậy? Bây giờ là từ từ mình sẽ kiếm thêm mạng. Và tất nhiên là kêu các bạn ấy, không để cho các bạn ấy sống ra được rồi. Wow, bo thì ngày càng đang thu lại nhỏ hơn, nhưng mà mình lại không thấy người ở đây. Thế này là thế nào nhỉ anh em? Trông có vẻ sai sai thế nào ấy nhỉ? Qua tạm đây cái đã. Rồi nhé, người đâu cả rồi? Tại sao mà tôi không thấy một ai nữa vậy? Hơi chán hơi chán. Từ đầu trận đến giờ thì kẹo mới chỉ có 3 kill thôi. Hello, ở đây có ai không nhỉ? Tầm này thì chắc là ở đây thì cũng chẳng có ai đâu. À kia, à kia. Úi dồi ôi, này làm gì vậy? Ui, né xe à? Né xe hả? Đứng lại em ơi. Né xe hả em ơi, đứng lại hộ anh với. Thằng bé này công nhận là chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy em ơi. Ok, nốc rồi này. Lên bảng đếm số luôn nhé em ơi. Bé heo đã bị ra đi dưới tay súng MP40 của mình này. Một thằng nữa đây này. Ok luôn, Nhật Long cũng đã bị hạ gục bởi MP40. Các bạn tuổi gì mà chơi với kẹo hả? Đây, kẹo vào tạm trong này cái đã. Cơ bản là nãy thì giao tranh nên là mất một xíu máu. Chúng ta thì hãy cứ bơm máu đầy thì anh em sẽ vô cùng là tự tin và chơi game kiếm top 1 nhá. Dũng ơi, lên xe này mình chở tiếp tục đi săn mạng nào. Chỉ còn lại có 5 thằng nữa mà thôi. Đây là chặng đường top 1 nó sẽ không còn xa đâu nha em ơi. Chỉ cần anh em chơi cẩn thận một xíu thì top 1 trong vòng đấu này tôi cảm nhận là nó cũng khá là dễ dàng mà thôi. Đây, mình đang cố gắng lượn lờ xem xung quanh cái khu này còn thằng nào nữa hay không thì... À đây, vừa nói xong lại có ngay một đứa chạy xe hướng 300 nhá. Chạy đi em, anh nhất định là sẽ đuổi theo em. Mặc cái gói bộ trang phục Hỏa Phụng này thì làm sao mà phải ngại chú hả? Anh cũng xe ngon như chú luôn. Ok, chạy qua đuổi theo nó này. Đứng lại, nhanh nhanh. Nhanh, ổn nó thế mà vẫn chạy được cơ hả? Ủa vãi trưởng, thanh niên nào cơ hội để bắn xe mình nhanh em ơi. Không sao, kệ luôn, cứ đuổi theo thằng xe đen này luôn này. Dừng lại đi bạn ơi. Nó đuổi bạn chứ chạy mãi như này bạn không thấy mệt mỏi hả? Dừng lại đi bạn ơi. Ê, mệt mỏi. Nó vẫn cứ chạy thế anh em ơi. Thế này làm sao mà tôi chờ được nó? Ê bạn ơi, đứng lại. Đứng lại đi bạn ơi. Họ hét nãy giờ không chịu đứng lại này. Mệt mỏi ghê ta, đuổi theo luôn. Tí mà anh đuổi theo được chú thì chú công nhận là sanh mộ với anh nhá. Trong nhà này có người thì phải này. Đâu, chỗ nào? Chỗ nào anh lại cho chú sanh mộ rồi bây giờ đâu? Thằng nào vừa đứng ở đây. Ký hiệu bên phía Dũng thì phải. Đây Dũng ơi, mình đang qua trợ giúp với cậu này. Qua hỗ trợ cho Dũng. Ui, đã thấy Dũng nốc được mạng rồi. Nhanh tay nhanh chân quá nhỉ. Phía sau, phía sau. Phía sau nó còn người ở ngay phía E này. Từ từ, đẩy lên luôn anh em ơi. Bởi vì là bây giờ là bọn nó thu càng quá. Ui, phía trước nó sấy mình này. Nó sấy như chưa bao giờ sấy anh em ạ. Thôi xong, Dũng thì đã bị hạ gục rồi. Ok, ngay phía này hả? Chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Từ từ, mình đang quần máu cái đã. Thật sự là mình có thể là đẩy lên luôn mình công, nhưng mà tốt nhất là quần máu nó sẽ là một giải pháp nó an toàn hơn. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến bao nhiêu phần trăm đây anh em? Còn tận 4 người chân nữa cơ. À đây này. Sao vậy? Úi dồi ôi, làm sao? Ui, tính sơi anh hả? Sơi anh đâu có dễ đâu. Sơi kẹo thì không có dễ đâu nha bạn ơi. Từ từ, nó vào trong nhà rồi các bạn ơi. Ok, mình cuốn đầy máu cái đã. Vào trong nhà đuổi theo nó luôn nhỉ anh em, chứ sao phải ngại nhỉ. Từ từ các bạn ơi. Đây, tôi đang ngó xung quanh cái đã xem là đã thuận lợi để chạy vào trong hay chưa. Chứ còn là anh em mà chạy vào trong sớm quá có khi là lại sanh mộ đấy.
Rồi là chúng nó mà gài mình ở trong nhà nữa thì cũng thật sự là khó khăn cho anh em. Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn chạy đâu rồi? Không biết là thằng đấy nó còn ở đây không nữa anh em ơi, hay là nó chạy đâu rồi mất tiêu ấy. Ok, chờ xíu. Mình ra phía ngoài này coi. À đây rồi, tưởng gì cơ. Ui dồi ôi. Đứng lên ngồi xuống nhảy qua nhảy lại các kiểu. Và bạn ấy cũng đã bị lên bàn điểm số rồi. Lúc này còn lại 3 người chơi nha anh em. Phía trên ở ngay phía 15 độ thì mình nghĩ là có người đấy. Đơn giản là có ngay một cái quả bóng kèo ở đấy mà anh em. Kiểu gì là cũng có người rồi. Thôi thì bây giờ là mo càng ngày càng nhỏ. Mình xem mình lựa một cái vị trí nó ok một xíu. Chúng ta sẽ đứng thủ anh em ơi. Và cơ hội top 1 thì nó vô cùng là cao đấy. Wow, từ từ. Từ từ nhé mọi người. Ủa, đã cứu nhau rồi cả. Ở thế là chỉ còn lại có hai người chơi nữa mà thôi. Mình không nghĩ là hai thằng cuối này cùng một team với nhau đâu. Hoặc là có thể cái này thì mình không chắc nữa cơ. Chỉ là suy nghĩ của kẹo như vậy thôi. Ồ, bên trên anh em ơi. Mình chưa thấy thêm thằng nào ở phía trên cả. Chắc là anh em sẽ phải chờ bot thu lại thì các bạn sẽ thấy người nó dễ dàng hơn thôi. Ok. Còn lại dưới 10 giây nữa thì bo sẽ đang thu lại rồi. Mình đang có là 19 mắt xem nhá. Mình sẽ không để 19 người xem này phải phụ lòng và ok kẹo kiếm top 1 cho anh em xem nhá. Anh em chờ kẹo xíu này. Ui ui. Đây. Bo đã thu lại rồi anh em ơi. Chỉ cần là chờ nó chạy xuống cái là mình sấy thì top 1 nó đơn giản thôi. Nhưng mà có tận hai đứa cơ. Ui. Đã hạ gục bằng AWM rồi cả. Kìa. Nó này. Ui dồi ôi chạy đi em ơi. Lên bản điểm số top 1 với bộ trang phục hỏa phụng. Yes, ăn mừng thôi anh em. Công nhận là quá đã luôn. Như vậy là mình đã có được top 1 7 kill ở trong cái vòng đấu này. Bộ trang phục hỏa phụng thì nó cực kỳ là ngầu ở trong cái vòng quay kim cương rồi. Tuần này thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.